cái nhà ai hết. Nay mình ngủ nhà thất nghiệp quá là đi lần nào đổ cô dừa. Tôi cô dừa nè, nước dừa. Có gọn có mít dừa. Bây giờ mình sợ cô là mình đi nha đổ mình nấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Dẹp nhà đâu câu ăn nè. Thấy không? Chị cơm. Dẹp một con câu, đổ một câu ăn nữa đó. Rồi bây giờ mình đi nấu đi. Ăn bánh ta rồi mình đi nấu. Mình đi cho rồi đây chú bếp mắc lên phải không bao nhiêu không mắc cái nước sôi bùng lên cái này nó dép bọt cái này lít mấy nước không? Một bọc lít mấy lít không? Lít rưỡi lít lít tới lít rưỡi này rồi làm lít mấy 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 thật là lấy dừa vô học vô đây cái miệng đây nó ngọt á. À đây là cần nhuyễn. Nhuyễn lâu ngọt thôi. Thì ạ. Không có sợ gì. Chưa.
Nhiều dây. Đó, như thế rồi. Thế à? Chọn mà hay ghê. Dạ. Rồi, nhắc xuống. Thấy cái mâm kìa. Rồi đây mâm mà chờ. Dạ. Xong. Nó làm một cái chất gì ở trong á. Ừ. Một cầu. Thấy bùng bùng hoài. Ừ, người ở nhà ngốc. Ừ. Không có sợ chưa đâu, đặt luôn hả? Có cái đặt luôn. Thôi mình để nóng quá hả? Không phải là cái này nó mau đặt kìa đó. Dạ. Mình muốn mình lấy liền ra không? Ừ. Rồi phải không? Rồi xong. Ha. Cái sợ cái này vậy nè. Cái mâm đó. Tao nhảy chốc lóc luôn nè ta. Thì cái rau câu này cũng xong rồi nha, để trong thời gian giữ lạnh á, cho lạnh cứng đó. Giờ vợ mình cũng đang bắt đầu cắt luôn. Thì Tư có việc rồi, thử ra vợ mình sẽ bắt đầu cắt rau câu.
Hãy thưởng thức nha cả nhà. Rồi, giờ thưởng thức ở đây. À, bà xã đưa mình nha cả nhà. Thức này. Rồi, mời cả nhà nha. Rau câu dừa thì có trong đó cái có phần mít và dừa, cá dừa này cả nhà. Ngon ha. Bà xã thì bà xã sẽ cắt cái miếng nhỏ để trong hộp á, mình thưởng thức rồi dần dần thưởng thức dần nha cả nhà. Để nguyên mát tủ lạnh. Rồi, mời cả nhà nha cả nhà. Cậu với ai em? Mít nó ăn ngọt nó thơm nữa cả nhà. Đặc biệt cái cá dừa này cả nhà. Cá dừa này bà xã mình nữa. Hôm trước có chặt mấy trái dừa dứa lấy cái lại. Cái này dừa dứa cả nhà. Thì trong đó còn nữa cả nhà. Đó, mình lấy ra. Làm chưa hết. Cái này cái dừa, dừa dứa. Cái này mít. Mít này mít thái thơm quá. Đã ghê nha. Ngon. Bà xã mình sang cái hộp, cái hộp bự đó. Này cho cái này vô. Đây nha. Mời cả nhà miếng ha. Này bóc ngay cả nhà. Rồi. Ăn em. Ăn đi. Bà xã bị nhiệt miệng đó nha. Thử hơi đau, ăn uống cũng khó nữa. Hôm nay mình thử thôi. Đây nè. Thì đây nó có mít, cái dừa, rau câu này rau dẻo. Đổ cái câu dừa thì cũng dùng rau câu dẻo cái nè. Hãy mời cả nhà nữa nha. Dừa dứa nó thơm mà nó béo nữa rồi. Tim ghê. Ngành này chất lượng chắc hơn mấy người bán ngoài. Làm nhà nó đầy đủ. Chất lượng hơn. Ngon quá. Thì bà xã mình bị nhiệt miệng. Miệng nó đau quá nha. Ăn khó. Đổi mình lên ăn. Từ với anh Linh có việc rồi. Từ đổ mình tôi có việc rồi. Thử mình hôm nay này. Giờ này cái có mình ăn. Có mình lên ăn. Mày cái nhà miếng nữa nha, ngon quá. Đã rồi. Thôi. Nè, dặn ha. Thôi, hôm nay mình cũng tấm lên trên tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. Cả nhà yêu quý kênh của mình thì cho mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ nha nha. Để mình có động lực để làm nhiều video gửi đến cả nhà nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Tạm biệt cả nhà.